Kiều Tiên kính chào quý khán giả đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, sau nhiều tháng nắng hạn kéo dài, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa với lượng mưa khá lớn. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh cũng giảm từ cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, xuống cấp 3, cấp nguy hiểm. Sau khi xuất hiện những cơn mưa trên địa bàn tỉnh, đã giảm nguy cơ cháy rừng, tăng độ ẩm cho đất rừng. Các diện tích rừng trồng mới, rừng trồng chăm sóc được bổ sung lượng nước khá lớn, thảm thực vật và cây trồng có màu xanh trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng hiện nay, tình hình diễn biến thời tiết khá phức tạp, khả năng nắng nóng kéo dài có thể trở lại. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ban quản lý các rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ trực phòng cháy chữa cháy rừng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục duy trì việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy mùa khô, thực hiện chế độ trực, tuần tra, kiểm tra rừng, duy trì các hoạt động về phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới. Theo quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, để tránh tình trạng gian lận trong thi cử, thí sinh chỉ được mang chính vật dụng vào phòng thi. Những loại máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi là những máy tính không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản, không nhận được thông tin hình ảnh trực tiếp hoặc là tín hiệu âm thanh. Ngoài quy định về máy tính bỏ túi, các sĩ tử cần lưu ý chỉ mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, Atlas địa lý Việt Nam không có đánh dấu và viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 6. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, cùng với lễ Vu Lan báo hiếu ngày 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, ngày của mẹ vào chủ nhật thứ hai của tháng 5, ngày càng được nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Tại Tây Ninh, vào ngày này, không khí mua sắm tại các cửa hàng bánh ngọt, tiệm bánh kem trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn hẳn so với những ngày thường. Bởi lẽ hôm nay là ngày của mẹ. Đây còn là dịp để mỗi người con thể hiện sự biết ơn, công sinh thành và dưỡng dục đối với mẹ của mình. Từ sáng sớm, các cửa hàng bánh đã tấp nập khách hàng đến mua bánh. Các loại bánh được ưa chuộng nhất trong ngày này là bánh kem, bánh bông lan, bánh su kem. Năm nay bánh mẫu mã đa dạng, khách có thể mua sẵn ở ngoài tiệm hoặc là đặt bánh. Bánh có thể tùy theo nhu cầu nhỏ kích thước, có thể là 65.000 mình đã có một cái bánh nhỏ để tặng cho mẹ rồi. Bên cạnh đó cũng có rất là nhiều mẫu size đa dạng cho khách. Giá cả bánh trong ngày của mẹ cũng được giữ nguyên như những ngày thường. Mọi người đều sẵn sàng mua để có được những chiếc bánh ngon nhất dành tặng cho mẹ của mình. Em thấy bánh kem là món quà ý nghĩa thiết thực nhất. Mình có thể dùng để chụp ảnh để lưu những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp vào ngày của mẹ. Và đặc biệt mẹ em rất thích bánh kem và nó ngon nữa mà. Bên cạnh bánh kem, trong ngày này, nhiều người cũng chọn mua hoa. Mỗi loại hoa mang một thông điệp riêng, giúp bạn gửi gắm những lời chúc ý nghĩa đến mẹ. Ngày của mẹ là một dịp lễ ý nghĩa để mọi người bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương đối với mẹ của mình. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, vun đắp tình cảm. Thưa quý vị, bên cạnh việc lựa chọn những món quà tặng trong ngày của mẹ, thì nhiều bạn trẻ tại Tây Ninh cùng mẹ của mình tham gia vào hoạt động hết sức ý nghĩa, đó là cùng nhau cắm hoa. Tại các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thành phố Tây Ninh, không khí ngày của mẹ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đông đảo các bạn trẻ cùng những người thân yêu đến mua hoa và tham gia các buổi workshop học cắm hoa ngắn hạn. Các bạn trẻ được hướng dẫn cách chọn hoa, phối màu, tạo kiểu dáng cho bó hoa sao cho đẹp và phù hợp với sở thích của mẹ. Hoạt động tự tay cắm hoa không chỉ mang đến cho các bạn trẻ niềm vui và sự sáng tạo, mà còn là cơ hội để họ thể hiện tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đối với mẹ. Qua những bó hoa tự tay cắm, các bạn trẻ đã gửi đến mẹ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời cảm ơn chân thành nhất. Tối ngày 11 tháng 5, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2024,
hoạt động nhằm kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 55 năm qua, tỉnh Nghệ An cũng như cả nước đã nỗ lực thực hiện di chúc lịch sử thiêng liêng và tâm nguyện của Người trong bức thư cuối cùng gửi cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tập trung tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Phần lễ với các nghi thức trang trọng và hoạt động hội cũng rất phong phú và đa dạng như liên hoan tiếng hát Làng Sen, quảng diễn đường phố với chủ đề Quê hương mùa sen nở, triển lãm ảnh Nghệ An làm theo lời Bác và Hồ Chí Minh Người là niềm tin tất thắng tại quảng trường Hồ Chí Minh. Lễ hội kết thúc vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Đoàn thám hiểm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlenbos tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa qua đã bất ngờ phát hiện một hồ nước khổng lồ nằm cao hơn rất nhiều so với nhánh sông chính của hang thung. Hồ nước này cách cửa hang thung khoảng 1 km, được xem là một trong những hang động nguyên sơ, nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hồ nước có màu xanh ngọc, nước trong vắt, được bao quanh bởi các khối thạch nhũ với hệ thống sông ngầm phía dưới. Hiện tại nguồn nước đổ về hồ nước bí mật này vẫn chưa được tìm thấy. Điểm đặc biệt là hồ nước nằm cao hơn so với hệ thống sông ngầm khoảng 15 mét. Ngoài ra, nhóm thám hiểm cũng đã phát hiện ra một lối đi lưng chừng vách hang thung băng qua nhánh sông ngầm chính. Theo Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, tỉnh hiện có gần 10.000 tàu cá từ 6 mét trở lên, trong đó có gần 4.000 tàu 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ. Để góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC, các đơn vị biên phòng trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản. Là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ của tỉnh Kiên Giang với trên 1.000 tàu cá, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông không chỉ thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, mà đơn vị đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ tàu và quy định khai thác hợp pháp. Quy định của nhà nước ra thì chúng tôi chấp hành giám sát hành trình, hộp đen, giấy tờ khai thác thủy sản đầy đủ. Nhưng mà đi làm thì không có đi ra nước ngoài, không có phạm luật của nhà nước. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang cho biết, tỉnh hiện có gần 4.000 tàu đánh bắt xa bờ và có nhiều hòn đảo, cửa biển. Đặc biệt là ngư trường khai thác tiếp giáp với nhiều nước, nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng gặp nhiều khó khăn vất vả. Song, đơn vị quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác để góp phần ngăn chặn vi phạm khai thác IUU. Làm tốt hơn nữa với công tác phối hợp với các sở ban ngành, các lực lượng làm tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai thực hiện. Làm tốt với công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện đúng quy định của pháp luật, vấn đề ra vào các cái cảng. Biển Kiên Giang tiếp giáp với biển Cà Mau. Nên là chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự trao đổi với Bộ đội Biên phòng Cà Mau, rồi Hải quân vùng 5, Cảnh sát biển vùng 4. Thực hiện chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU. Ngày 11 tháng 5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử hữu nghị và hợp tác với Nga, đồng thời nêu bật sự hỗ trợ mà Moscow dành cho La Habana trong thời khắc khó khăn trong dịch COVID-19. Chủ tịch Díaz-Canel cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hiểu biết sâu sắc về thực tế Cuba và những thách thức mà đảo quốc này đang phải đối mặt. Nhà lãnh đạo Cuba vừa kết thúc chuyến thăm Nga 3 ngày. Tại Moscow, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về nhiều vấn đề trong nước và quốc tế cùng quan tâm, về quan hệ song phương và những khó khăn của La Habana. Hai bên cũng đánh giá tiến độ của một số hoạt động hợp tác song phương về tư pháp và truyền thông doanh nghiệp, cũng như một số dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên của Cuba như năng lượng và lương thực. Ngày 11 tháng 5, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã tổ chức buổi biểu diễn thiết bị bay không người lái quy mô lớn ở khu vực cảng Victoria thuộc quận Loan Tể. Chương trình nhằm chào mừng Đại lễ Phật Đản và lễ hội bánh bao truyền thống Trường Châu vào tuần tới, cũng như tăng cường thúc đẩy ngành du lịch của xứ sở Cảng Thơm.
Khoảng 1.000 thiết bị bay không người lái ở độ cao khoảng 90 mét hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau đầy ấn tượng như bánh bao mang dòng chữ Bình An, đuối bánh bao, mãng hoa hay hình ảnh sư tử. Rất đông du khách và người dân Hồng Kông đã có mặt tại cảng Victoria để xem biểu diễn kéo dài khoảng 10 phút này. Những ngôi sao nhỏ thắp sáng trên khu vực cảng Victoria đã thu hút tiếng reo hò của vô số du khách háo hức thưởng thức. Quý vị thân mến, và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.